Kính thưa quý vị, thành phố quân sự chuẩn bị cho tác động của các cắt giảm ngân sách Hoa Kỳ. Thị trấn Quantico thuộc tiểu bang Virginia đang chuẩn bị cho một tương lai không chắc chắn khi mà huyết mạch kinh tế của thị trấn quân sự là căn cứ Marine Quantico đang bị tác động của các cắt giảm ngân sách. Hôm thứ Sáu, Tổng thống Barack Obama đã ký một lệnh bắt đầu thực thi các cắt giảm ngân sách sau khi ông và các lãnh đạo quốc hội thất bại trong việc tìm ra một kế hoạch ngân sách thay thế. Các cắt giảm ngân sách trị giá 85 tỷ Mỹ Kim trong 7 tháng nhắm mục tiêu các cơ quan liên bang được phân chia đồng đều giữa các chương trình quân sự và dân sự và các giảm tiền lương của hàng ngàn công chức liên bang. Ông Gary Purdy là một nhà thầu cho quân đội, làm việc tại căn cứ Quantico, cho biết vợ ông, một công chức, đã được yêu cầu ở nhà thêm một ngày mỗi tuần. Như vậy, thu nhập của gia đình của ông sẽ bị mất 20%, có nghĩa là họ sẽ phải giảm bớt chi tiêu, bởi vì hiện nay họ không tiết kiệm được 20% thu nhập của họ. Cắt giảm chi tiêu là tin xấu đối với các thương nhân trong thị trấn, khi mà 97% kinh doanh của họ đến từ căn cứ của quân đội. Các tác động kinh tế của việc cắt giảm chi tiêu có thể sẽ mất một thời gian để thực sự được nhìn thấy, nhưng các thiệt hại chính trị đã bắt đầu được nhìn thấy, và cả Tổng thống Obama lẫn các dân biểu Cộng hòa tại Quốc hội đều là mục tiêu. Một cuộc thăm dò của Reuters vào hôm thứ Sáu cho thấy cả hai phía, đảng Cộng hòa lẫn đảng Dân chủ, đều đã bị chê trách. Tỷ lệ ủng hộ đối với ông Obama đã giảm xuống còn 47% vào hôm thứ Sáu, từ tỷ lệ 51% 3 ngày trước đó. Quốc hội và Tổng thống bị cho là đang làm tất cả những gì họ có thể, nhưng lại không làm những gì tốt nhất cho người dân. Quân đội sử dụng khoảng 800.000 dân thường, và với một nửa số 85 tỷ Mỹ Kim cắt giảm tập trung vào phòng thủ, những công nhân này được dự kiến sẽ là những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất và đe dọa đời sống của nhiều cộng đồng quân sự như tại thị trấn Quantico.